Tại sao bảng B là phải đấu với bảng C? Nhìn mấy khuôn mặt này đi, thiệt là nản ghê. Gắn cây mít vô và xích vô. Hỏi anh Zitmo. Yeah, chúng ta có Zitmo. Không đánh giá cao anh. Khi mà anh đang ở trong bảng C, nhìn phong cách anh thật kỳ lạ. Anh không phải thợ săn, cho nên đừng hòng bắt sóc. Xíu nữa em thắng, để em cho tiền anh đi cắt tóc. Yeah, anh vượt qua người thứ hai thì anh là người thứ hai. Anh vượt qua nhà vô địch, ngoài anh ra thì còn có ai? Remember my name, Gizmo from GVR for life. Cho mọi người biết thì sắp không hề khó nhai. Yeah.